top các nhiệm vụ khó chịu nhất trong Genshin Top 19 trụ cứu thế thì cái nhiệm vụ này cũng không tính là khó lắm, nhưng điều kiện để được làm cái nhiệm vụ củ lon này là phải đi lượm hết full nham thần đồng mà anh em biết rồi đó. Cái nham thần đồng ở Liyue tận 125 cái, nếu so với bây giờ thì nó chả thấm vào đâu, nhưng mà thời điểm đó thì phải nói là ối rồi ôi luôn, mà có mất cục ở tiết trên mấy cái núi cao vãi lờ luôn, nhìn thôi là muốn bỏ miệng game. Top 2 vật trong núi, một trong các chuỗi nhiệm vụ cực dài hồi game còn ở thời kỳ sơ khai nhất kèm. Theo đó là cái map Long Tích Tuyết Sơn, nếu phải dùng hai từ để hình dung thì cái map này như đặc cầu, chưa kể còn phải đi tìm và nâng cấp cây chịu lạnh nữa thì phải nói là ác mộng giữa vùng núi tuyết cô đơn luôn, chưa kịp tìm ra nơi sưởi ấm thì đã bị lạnh đến sắp chết rồi, nói chung là như lon. Top 3 tế lễ thần anh đào, khỏi phải nói thì anh em nào từng chơi cái nhiệm vụ ai mà không bị nó ám ảnh thì tôi xin gọi bằng cụ quả, nhiệm vụ cực kỳ ảo ma kèm theo cái phong cách đồ họa màu tím, nhìn thôi đã muốn tiền đình rồi, mà nhiệm vụ còn đòi hỏi người chơi phải vận dụng não bộ ở mức độ cao nữa chứ, với những màn giải đố căng não cùng các con quái mạnh vãi lờ sẽ xuất hiện khi anh em hoàn thành xong phần giải đố. Vừa giải đố xong chưa kịp nghỉ ngơi đã bị thông đít. Nhưng thứ làm tôi suy kiệt nhất chính là màn thanh tẩy cây anh đào cuối nhiệm vụ, phải nói cực kỳ khó chịu, anh em tự xem video và trải nghiệm nhé. Nếu như nguyên thạch không nhiều thì tôi cũng méo muốn làm cái nhiệm vụ này. Nói chung là chơi game để vui vẻ, nhưng mà khi lao đầu vào làm mấy cái nhiệm vụ củ cặc ở trên thì không chỉ mất vui còn thêm stress.